Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà mình sẽ làm món giò heo mọi giả cầy nha các bạn. Mình đang đi phi giềng và tỏi lên cho thơm nha các bạn. Và mình sẽ cho thịt này vào giềng với tỏi mình phi đó. Mình ướp. Mình cho gia vị và mình ướp nha. Mình cho thêm hành tím, ớt và cơm mẻ nữa nha các bạn. Cơm mẻ sẽ giúp thịt của mình mềm, có hương vị thơm ngon nha các bạn. Sau 30 phút ướp, mình sẽ mang đi xào xanh thịt lên nha các bạn. Mình xào lên cho thịt thấm gia vị. Mình sẽ đảo đều thịt lên nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho nước dừa vào và mình sẽ nấu cho cạn nha các bạn. Mình đã luộc một đĩa rau muống với rau ngổ rồi nè. Các bạn thấy ngon không? Thơm lắm đó các bạn. Mình đã dọn ra bàn cho người thân trong gia đình mình thưởng thức nha các bạn. Các bạn thấy tô giò heo mọi giả cầy của mình nhìn ngon hấp dẫn không các bạn ơi? Thơm lắm đó các bạn. Mình sẽ gắp một miếng giò heo và chén nha. Miếng giò heo da thì vàng, thịt thì màu hồng mà còn thơm ngon nữa các bạn. Mình thấy một miếng da, mình gắp thêm miếng da nữa nè. Miếng da heo mọi ngon quá các bạn ơi. Thêm một chút xíu rau muống luộc với rau ngổ nữa. Món ăn này sẽ rất là thơm ngon đây. Xin mời các bạn ăn cơm với gia đình nhà mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Mình sẽ ăn thử một miếng da. Miếng da giòn ngon, thấm gia vị ngon lắm đó các bạn. Các bạn hãy làm thử cho gia đình mình ăn nha. Xin chào các bạn.